thứ tư tuần thứ hai mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không để tố cáo người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy đứng ra giữa đây." Rồi người bảo họ: "Trong ngày Sa-bát được làm sự lành hay làm sự dữ? Được cứu sống hay là giết chết?" Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá. Người bảo bệnh nhân rằng: "Hãy giơ tay ra." Người đó giơ tay ra và anh ta được lành. Lập tức những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Herodê chống đối người và tìm cách hại người. Suy niệm. Thánh Marco ghi nhận rằng những nhà lãnh đạo tôn giáo lúc ấy rình rập Chúa Giêsu để có cớ tố cáo người. Tại sao lại như thế? Vì người ta ghen tị với Chúa Giêsu, người ta bực bội khi thấy đám đông dân chúng đi theo Chúa. Và như thế, họ cảm thấy địa vị của mình bị lung lay. Sự ghen tị làm cho cặp mắt tâm hồn ra mù tối, khiến họ không còn thấy được giá trị tốt lành trong những công việc của Chúa, làm cho Chúa phải buồn phiền và thịnh nộ. Ngày nay cũng thế, vẫn luôn có những người thích rình rập để tìm khuyết điểm của người khác, nhằm kết án và hạ giá. Khi bị phát hiện thì lại phản ứng giận dữ và có thái độ thách thức. Chắc chắn Chúa Giêsu rất buồn phiền nếu người Kitô hữu có ứng xử như thế. Còn bạn, bạn muốn chọn thái độ nào? Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn ra khuyết điểm của mình thay vì xét đoán và lên án người khác. Xin Chúa giúp gia đình chúng con sửa đổi mình để chúng con luôn sống với nhau và với mọi người trong niềm vui và tình thương.